Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại chuỗi video Khánh Vy Home Channel. Giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu Elica, đó là máy hút mùi Elica Haiku BLA120. Hãy cùng Khánh Vy Home tham khảo những thông số chi tiết cho sản phẩm này nhé. Elica Haiku BLA120 được trang bị công suất hút lên tới 710 mét khối một giờ, nhưng độ ồn chỉ 52 decibel. Với kích thước sản phẩm đa dạng, Haiku lắp vừa khít mọi không gian, một giải pháp thiết kế hoàn thiện cho mọi gian bếp. Sản phẩm Haiku hiện có hai loại, máy hút mùi lọc tuần hoàn và máy hút mùi loại ống xả. Cả hai loại đều có đủ hai phiên bản áp tường cỡ 32, 60, 90, 120cm và phiên bản máy đảo cỡ 32, 120, 180cm. Bề mặt sản phẩm liền lạc, liên tục, chất liệu cao cấp, rất dễ dàng và nhanh chóng cho khâu vệ sinh lau chùi, ngay cả khi bạn vừa nấu xong một bữa rất hoành tráng. Điều khiển, cảm ứng dễ dàng thao tác. Máy được trang bị lưới lọc nhôm nhiều lớp, bộ lọc than, đèn LED chiếu sáng 1x7W, công suất động cơ 260W, 3 tốc độ hút. Màu sắc, kính đen, trắng crayon, xám sáng. Sản phẩm lắp đặt phù hợp cho cả hai dạng, hút tuần hoàn và hút thải bằng ống xả. Nằm gọn trong không gian chiều cao 680mm, không cần tới sự trợ giúp của ống khói thoát ở trên. Lưới lọc có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh. Lưu ý, sử dụng baking soda và muối pha với nước nóng, ngâm tấm lưới lọc để loại bỏ các chất dầu mỡ nhanh chóng. Khánh Vy Home đặt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 và được Elica chứng nhận là đơn vị phân phối sản phẩm Elica chính hãng. Và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá thành khi mua các sản phẩm của Elica tại Khánh Vy Home nhé. Nếu các bạn quan tâm, hãy ghé ngay các cửa hàng của Khánh Vy Home để được trải nghiệm sản phẩm hoặc truy cập website khanhvyhome.com.vn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Hãy like và subscribe để tiếp tục cùng Khánh Vy Home Channel theo dõi nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!